Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào các bạn. Thấy mày cho thấy thương không? Tập nó ăn chay nó chứ lúc đầu nó có mùi thịt nó ăn được, bây giờ miếng có cơm là nó ăn à. Cũng dễ nuôi lắm, con nào nấy không gà cho ăn chay không, con nào nấy tròn vo nè. Mình cũng xin chia sẻ vì sao mình ăn chay. Mình ăn chay hồi năm 2010. Lúc đó gia đình mình nuôi cá vừa xong, bữa năm đó kinh tế bị suy thoái, rồi cái thành thử ra gia đình mình thiếu nợ người ta rất là nhiều. Mà trước đó 5 năm gia đình mình có nhà là nhà máy xay lúa, lúc đó làm có tiền nhiều lắm. Mẹ mình mới mua mảnh đất ở xa nhà, cái ba mình muốn làm có tiền nhiều hơn bắt đầu nuôi cá tra xuất khẩu. Có nhiều tiền mà dồn vô nuôi cá tra xuất khẩu thôi. Nuôi vậy 5 năm đó, mỗi năm nuôi 2 vụ. Mà mỗi lần nuôi như vậy đó là mua từ cá con nuôi tới cá lớn là mà biết cái sái sanh bao nhiêu con mà nói cho hết. Tính ra 5 năm đó số cá mà nuôi mà chết thất thoát bán cho người ta tính hàng tỷ con chứ không phải là vài chục con. Mà các bạn biết không, nuôi cá cha nó đó không có ngày nào mà không cho cá ăn thuốc này kia chân á. Bởi vậy nếu bạn nào mà đang thích ăn cá cha mà ở nhà có ai thích ăn cá cha thì nói cho họ biết, cá cha nuôi xuất khẩu á độc dữ lắm, độc luôn, ngày nào cũng cho ăn thuốc chân á. Vậy là mình nuôi gia đình mình nuôi được 5 năm, trong đó thời gian đó mình đâu có biết ăn chay. Hồi nhỏ tới giờ mình thích ăn rau lắm, mà coi như hồi nhỏ người ta nói này nói nọ, tao với lại cha mình cho mình ăn mặn với mình quen vậy thôi. Mình cũng tập ăn chay nhiều lần mà ăn không được, ăn thời gian ăn được một buổi 2 buổi cái cha mình mua gà mua thịt này kia cho mình ăn nữa rồi, mình đâu có ăn chay được. Sau khi nuôi cá được 5 năm á, trong thời gian đó thì do sát sanh quá nhiều á nên người ta ta nói là sát sanh nhiều quá mà bị đổ nghiệp đó. Mẹ mình ăn chay hồi năm 16 tuổi, tới đây cũng là 32 mấy 30 năm rồi. Gia đình mình bên ngoại mình là chỉ có một người ăn thịt thôi, còn nhiều là ăn chay hết, cũng coi như là ăn chay cũng là truyền thống rồi, nên việc mình ăn chay mọi người rất là ủng hộ. Kể cho chị lúc nãy, cái này mình chỉ kể hơi lâu nha, là gia đình mình nuôi cá gì đó, năm nào cũng có lời 300 400, năm nào cũng lời cỡ 300 400 triệu chân á. Mà cuối cùng không biết làm sao nó tới lúc đó làm ăn không được, rồi bị ta xây lúa là kia người ta giật nợ, rồi bị tùm lum tùm la chân á, cuối cùng phải bán luôn cái hầm cá luôn mà không đủ tiền trả nợ, cho tới bây giờ luôn vẫn còn thiếu nợ nè. Mà trong thời gian đó đó là chủ nợ người ta đòi người ta làm này cái dư lắm luôn, gia đình khổ sở tại vô sát sanh quá nhiều đó, có 5 năm mà bây giờ vậy đó. Đằng sau mình trồng rau nào mà chưa lên, hôm gài mưa quá trời mưa, năm sau 5 năm đó đó cái thiếu nợ quá, cái ta đòi nhiều quá, mẹ mình mới đi ra ngoài chùa Bằng Pháp đó, để làm công quả lánh nạn cho người ta khỏi đòi. Trong thời gian đó đó người ta lại người ta đòi nợ này kia nhiều quá, mình thấy mẹ mình khổ. Mà mình có duyên với Pháp hồi nhỏ rồi, hồi nhỏ mẹ mình ưa dắt đi chùa lắm. Mẹ mình đi chùa ngân quả người ta đòi nợ quá, cái mình mới lúc đó mình nghe thuyết Pháp. Nghe thuyết Pháp này nọ mà nghe lúc đó nghe dữ lắm nhiều. Tới lúc mà nghe tới chỗ mà sư thầy nói mà về cái việc ăn chay sát sanh nhiều quá bị đổ nghiệp, với lại sát sanh nhiều quá cái nó làm gia đình mình lủng củng đó. Trong nhà mình lúc đó kinh nhiều lắm nha, mình không có đọc kinh. Hồi đó mình đâu biết gì kinh điển gì mà lấy đọc ra thử. Cái cuốn đầu tiên mình đọc là cuốn Thiền Văn Giáo Lý, là nói về báo ơn cha mẹ này kia. Cái đầu mình thấy thương cha mẹ mình quá. Cái có lần mình nghe thuyết pháp, mình nói nghe nói ăn chay á là giúp được có thể giúp được cha mẹ mình ăn phá tâm ăn chay á, độ cha mẹ mình vãng sanh mới là báo hiếu tận gốc. Còn nếu mà nuôi dưỡng cha mẹ bình thường thôi á, chỉ là báo hiếu nhỏ thôi à. Bởi vì mình phá tâm. Mình sau đó mình mới đọc kinh Địa Tạng. Trong nhà có sẵn kinh rồi, mình lúc đó mình đâu biết, tự nhiên lúc đó tự đâu có xuất hiện cái cuốn kinh Địa Tạng trong nhà, mình lấy mình đọc hết.
Trời ơi, mình đọc xong mình thấy ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhóc trơn á. Mình ở đây nhẫn nhơ vẫn thịt ăn cá. Đọc xong cuốn kinh Địa Tạng cái mình mới bữa đó cái mình mới phát tâm. Mình lúc đó tao đòi nợ quá mình buồn nghe. Khổ cũng phải trải qua biến cố gì kia mới ăn chay chứ đâu phải gì bình thường. Trước khi mẹ điện về đựng ngày á mình mới nói mình mới phát nguyện, cái mình thắp nhang lên Quán Thế Âm Bồ Tát mình đã phát nguyện. Con phát nguyện từ đây tới tới chết thôi con ăn chay nhiều đời nhiều kiếp về sau con có nhân duyên cũng ăn chay luôn. Con nguyện nó có công đức nào á gia Phật Bồ Tát gia hộ cho mẹ con á cho người ta đừng thiếu nợ mẹ con có thể về nhà. Lúc đó mình phát nguyện vậy thôi à. Bắt đầu mình phát nguyện hôm đó là bắt đầu hôm sau là mình ăn chay cho tới giờ cũng 2010 bây giờ 2019 là cũng là 9 năm rồi. Chứ đó mình chưa tuyên thuyết hợp pháp cho chỉ nghe thuyết pháp vậy thôi, nghe cũng đâu có hiểu ở đâu, nghe tình tình cha nghĩa mẹ này kia không à. Sau này biết hợp pháp rồi bắt đầu mình mới tụng kinh Địa Tạng, lúc đầu tụng kinh Địa Tạng kinh Dược Sư này kia, mà kinh Địa Tạng là mình có duyên với kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng nhiều lắm. Sau này mới có nhân duyên với kinh A Di Đà chú Đại Bi, bắt đầu lâu lắm mình mới đi chùa, sau này mới biết kinh A Di Đà với kinh chú Đại Bi Lăng Nghiêm là còn sao nữa. Là mình mới ăn chay có 6 tháng thôi, bắt đầu chủ nợ người ta tìm đến mình. Ta biết mình ăn chay rồi ha, tự nhiên người ta đổi tâm hết trơn. Ta nói với gia đình mình á, bây giờ hồi đó giờ đâu biết mình ăn chay, bây giờ tự nhiên ta biết ăn chay cái này như ta đổi tâm, ta thấy mình ta kính trọng mình. Ta nói giờ để đem lúa về xay rồi cái cho mình trả nợ từ từ, xây nữa trả phần nữa, người ta không làm khó nữa, người ta không có lấy lãi nữa. Bắt đầu 2-3 năm về sau là mình xây miết miết miết, năm nào cũng trả tiền người ta không à, trả tới đây cũng gần hết rồi, nó gần hết vậy thôi chứ không thiếu người ta còn mấy tỷ. Nhưng mà cuộc sống mình từ lúc sau ăn chay á, nhẹ nhàng hơn. Từ lúc ăn chay tới giờ là bệnh nặng thì mình không có, lâu lâu mấy năm đầu ăn chay này kia có số bậy bạ này kia, chứ trước khi ăn chay là bệnh nhiều lắm. Một năm vậy là uống thuốc mấy lần, chích thuốc mấy lần. Từ khi ăn chay là một năm chỉ bệnh một hai lần vô sốt rồi kia cảm lạnh thôi. Tại vì mình làm nhà máy mà bụi bặm nhiều nó dễ bị nóng sốt lắm. Mà 3 năm gần đây là mình gần 3 năm gần đây là mình không uống thuốc luôn. Có một đoạn video của mình coi trên mạng á nói là thuốc mình uống á là làm từ xương thịt hay là da của mấy con thú vật này kia. Mình thấy ăn như mình thấy như vậy á, giống ăn thịt quá, mình sau này mình có bệnh mình sốt mình cũng không uống thuốc luôn. Mà ngộ lắm, từ tới giờ 2 năm mấy 3 năm nay không có bệnh nặng. Năm nay đầu năm tới giờ là không bị sốt luôn. Cái có lần nhiều lần lắm, mình đi đám cái người ta hỏi mình dụ mình ăn thịt uống rượu này kia, cái mình nói không ấy, mình nói mình không có nói mình ăn chay nghe. Cái mình thấy mình nói mình thích ăn rau hơn, mình không thích ăn thịt nữa thôi, người ta cũng không mời. Mình thấy ha, mỗi lần bạn bè bà con mình á là đâu người ta dụ. Ta nói mình ăn chay sao có sức, thì mình cũng nói người ta ăn chay không có sức, nhưng mà tôi chẳng mình làm cho nhà máy mà ăn chay mình vác lúa vác gạo hoài bao năm chục ký, bao năm chục ký vậy đó, mình vác mấy chục bao, nó nếu mà ăn chay không có sức thiệt á thì đã vác mấy ô lúa 50 ký đâu có nổi, mà con vác được mấy tấn. Người ta im gu, người ta đâu có nói gì thêm, người ta đang nói ăn chay thiếu chất, người ta ăn chay nói chắc thì mình lại ăn, mình mới nói với người ta thật ra con ăn chay đơn giản, một ngày con ăn có 2 cử à. Mình hỏi trước, mình hỏi người ta một ngày em ăn mấy bữa, cái người ta nói ngày tăng 3 bữa mới đủ no. Cái mình nói mình ăn một ngày có 2 bữa, khi mình ăn có 1 bữa cũng không thấy đói nữa. Người ta nói như thế nào mình phải bắt bẻ lại cái khác, người ta không có cãi với mình được. Ê, cái người ta nói có lần người khác lại nói thôi mày đừng ăn chay nữa mày ơi, ăn chay thiếu máu, tao thấy người nào nấy ăn chay đâu ốm nhách. Em cái mình mới vạch bụng này kia ra cho coi, mình thấy thấy mình bụng phệ mà tại mình ăn hơi nhiều. Cái nói ăn chay thiếu chất, ăn chay thiếu máu, mà nói thiệt chứ ông á, tôi hiến máu 15 lần à. Nếu mà ăn chay thiếu máu thì tôi đâu đủ máu hiến cho người ta, mình hiến máu 2 năm mấy 3 năm
Người Mỹ người ta nói cái gì á là mình, ta nói ăn chay thiếu này ăn chay thiếu kia là mình phải làm nó ngược với người ta mới nói ta được. Mình mới nói với người ta, thật ra thôi không phải ăn chay là tu đâu, thật ra mà tại vì thích ăn rau ăn rau thôi, tôi không có tu hành chứ, người ta nói tôi chỉ là tu tâm dưỡng tánh thôi. Tại vì bình thường ông thấy tôi, ông nói tôi hiền, thật ra tôi đâu có hiền, tôi ác dữ lắm ác, mà nhờ ăn chay tôi mới dìm lại được á. Nếu tôi ăn thịt là bây giờ là ai nói gì là tôi làm lại liền, chứ tôi không có nhịn đâu rồi nha. Mà ngộ ăn chay á, nhiều người thương lắm. Chú Lăng Nghiêm hay lắm các bạn ơi, mỗi ngày vì chú Lăng Nghiêm mà chỗ mình ở được an toàn, tai nạn này kia đối với cha mẹ ông bà của mình đó, được tốt rồi, mình trong cái khoảng cách mình về chú Lăng Nghiêm á, ông cha mẹ mình bà con của mình không có bị tai nạn luôn. Dưới bản thân mình thì tuyệt đối không có tai nạn. Hồi bữa có thằng thằng em nó lại nó hỏi mình nhiêu tuổi, nó đón mình từng 24 25 tuổi ha. Thật ra mình nếu mà đứng ngang hàng với nhau á, nó 22 tuổi mình 32 tuổi, nó thua mình 10 tuổi, mà hai người bằng nhau. Ăn chay nó trẻ lâu lắm em bạn ơi. Không biết nói gì hơn, nhưng mà nếu mà các bạn thích ưa thích Phật pháp và tu hành Phật pháp á, thích tu hành Phật pháp mà đừng nói thành tựu hay là không thành tựu, thì cái đó mình cũng đâu có phân biệt được đâu. Nhưng mà mình nếu mà mình cảm thấy mình sống mỗi ngày vui vẻ, sống tốt hơn, bình an hơn, thì cái đó mình đúng tu đúng chánh pháp rồi đó. Như mỗi ngày mình bực bội sân hận, ai nói gì mình cũng ghét, cũng không ưa hết trơn, là mình tu sai. Chỉ có vậy thôi, có đúng hoặc sai thôi à, đúng chánh pháp hay là sai chánh pháp thôi. Thôi mình hết biết đường nói cái gì rồi, mình nấu chay đơn giản, có gì ăn đó, không có gì đó thì ăn mì với rau muống thôi. Mình khuyên những bạn nào mà muốn ăn chay mà còn thèm quá chưa được á, thì mình nên nên phát nguyện cái gì rộng lớn đi. Mình phát nguyện xong đó, trong khi đó ngoài phát nguyện ra, mình nên chỉ chú Đại Bi chú Vãng Sanh nè, chú Đại Bi chú Vãng Sanh, chép kinh Địa Tạng hoặc là đọc kinh Địa Tạng, ba cái môn đó đó mình cố gắng mình làm thì nhất định sẽ ăn chay được. Có anh rể mình hồi đó giờ đâu biết gì chú Đại, đọc chú Đại Bi, nhưng tự nhiên cái thời gian cái mình nói này nói kia nói nọ khuyên thì chú Đại Bi kia, với lại mình ưa tụng chú Đại Bi ở nhà đó, sau này mình nghỉ làm ở đó rồi mình về nhà, bây giờ ảnh đọc chú Đại Bi đọc thuộc luôn, đọc chú Đại Bi có lợi lắm. Đọc chú Đại Bi giúp mình mở tâm mở trí ra, rồi làm cho mình có rộng lượng, người cũng như người có tâm hẹp hòi thì tụng lâu ngày tự nhiên ta rộng lượng ra, có lòng bao dung nè. Chị chú Vãng Sanh để giúp những hương linh vong linh với lại những quan gia của mình đang bên cạnh mình đó, giúp người ta nương thần chú đó mà ta được siêu, người ta siêu rồi cái mình cảm thấy mình tinh thần mình nhẹ nhàng lắm. Mấy lần là ở đây đây á, mấy mấy ngày ở đây á, mình lên tàu mình ngủ á, ở đây là tàu cá không nè, mà ở đây chủ yếu là mình coi kho, mình ở đây mình cho chó ăn với lại coi kho, công việc nhẹ nhàng lắm. Mà nói bạn biết á, là mới mấy bữa lên tàu ngủ á là mình gặp liền, người ta nói cho mình, người ta không phải nói cho mình biết mà người ta cho mình gặp, ý là người ta chết nhưng mà người ta đi theo con tàu rồi đó. Hồi chừng nửa tháng trước á, mình ngày nào cũng lên chở mình tụng chú Đại Bi, mình nồi hướng rồi mình cúng thí thực nữa. Cả tuần nay là mình ngủ mình không có gặp nữa. Mấy ngày lễ tháng này tháng 7 nè, nếu các bạn may mắn thấy video này thì các bạn nên mỗi ngày về chú Đại Bi, rồi tới thì chú Đại Bi với chú Lăng Nghiêm, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ cứu quyền của mình đó, đang ở địa ngục, đang ở dưới cõi địa ngục mà chưa lên được, trước khi mình cũng như mình mở pháp hội lớn để mời ông bà, hay là những lúc mình thọ bát quan trai giới đó, chứ đó mình nên thì chú Lăng Nghiêm mình nguyện nhờ nương quay là hằng quay lực của thần chú
chư Phật gia hộ thì những người đó có thể lên dưới nguyện đọc kinh Địa Tạng hoài đó. Trước khi mình đọc kinh Địa Tạng thì trước khi đọc kinh Địa Tạng mình cũng phải nguyện là cho Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho những ông bà mình có thể lên được nghe. Thì người ta thì mình làm mình nguyện vậy á, Địa Tạng Bồ Tát á mới giúp giúp họ được lên đây đến đây ngạc pháp. Mà nếu bạn nào mà quen đụng kinh Địa Tạng rồi bạn sẽ biết lúc mình mở cuốn kinh ra vừa nguyện xong là bạn thấy cảm thấy ngáp buồn ngủ liền, đó là do của quyền Thất Tổ ông bà cha mẹ của mình nó đang đứng bên cạnh mình. Nhiều khi đó tặng tụng lúc đầu mình tụng kinh Địa Tạng mình tụng không nổi luôn, tụng xong thở hơi hớp thở không nổi. Sao mình này mình đã biết gì, mỗi lần mình mở cuốn kinh ra hay là đọc cũng hay là đọc chú Lăng Nghiêm thôi, mình mở chú Lăng Nghiêm ra mình chưa đọc nha, mình mới chí nguyện mười phương chư Phật chùa tá trên hộ thì không sao, mình bắt đầu mình đọc lên cái câu đó: nguyện cho ông bà cha mẹ của quyền Thất Tổ nội hội bên quan gia chủ nhiều đời kiếp của như hiện tại đều tụ hội về đây tu tập. Bắt đầu mình ngáp dài ngáp vắng liền, mình đọc mấy câu đầu là mình hơi hớp mình thở không nổi buồn ngủ á, mà đọc mấy câu sau tự nhiên tinh thần mình thoải mái lên liền. Ở nhà tới 11 con chó nè, ngày nào cũng cho nó ăn chứ, lúc đầu có thịt cá thì cho nó ăn đại luôn, sau này không có thịt cá không gà nấu cơm nấu rau này kia, chỉ cho nó ăn nước mắm với cơm thôi, muốn cho nó ăn chay luôn. 11 con mà ngộ lắm mấy con chó này hả. Người khác lại nó sủa làm dữ, nó cắn lắm. Hôm mình đi lại nó làm như mình ăn chay có phước làm sao á. Mấy chó này gặp lại cái nó, mình vừa mới lại gặp nó lần đầu nó chạy lại nó liếm mình à. Nó thích mình nó đi theo mình sát nút luôn. Giờ này mình thức mấy con chó nó ngủ thấy cưng thấy ghê luôn nè. Trời ơi nuôi 11 con chó mệt lắm mấy bạn ơi, ngày đó cho nó ăn là như chiến trường vậy đó. Mình lấy nó, đôi khi nó ăn nó cắn lộn nha, mình tức mình lấy cây mình quánh nó đó, tối mình cũng phải niệm Phật mình sám hối. Nếu mà không quánh nó thì cắn lộn với nhau gông này sức kia mẻ, rồi nếu mà đánh nó rồi á thì mình tạo nghiệp với nó. Bởi vì mình có một lần mình đăng lên đăng bài bạn bạn Pháp Võ Vô Duyên đăng lên đó, mình mới nguyện có một câu là hễ mình gặp nó nào con nào yêu thích mình thôi, mình mọi công đức mình tu tập được đều đưa hết cho nó đó. Sau này mình có nguyện thêm một nguyện nữa không? Nguyện thứ sáu của mình đó là những loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, những ai mà thấy lại gần mình muốn tiếp xúc với mình đó thì yêu yêu mến mình đó, thì thân tướng của họ dù có xấu xí đến mấy gặp mà khi gặp mình lại gần mình đó thì thân tướng của họ sẽ được tốt đẹp trở lại. Ê đây chào mấy bạn nè, máy bay anh máy bay chị nha, máy bay mấy anh mấy chị mấy em mà không gài mấy em tập ăn chay luôn nè. Máy bay mấy chị mấy anh nha, em mà không gài em được tập ăn chay nè, em ngoan lắm ngoan luôn, em từ bỏ thịt cá luôn thiệt thiệt thiệt. Thôi chào mấy bạn nha.